Đầu năm mới tui kiểu. Trời ơi, sao mà ngày đầu tiên của năm mới mà sao mà thu hoài kém quá thì Ngày thứ hai của năm mới tui kiểu. gì vậy trời. Mình đầu tiên mới có được một con Pokemon tỏa sáng luôn, như mơ luôn trời. Gì trời, gì ở đây? What the hell? Ủa? Sao mà thắng liên tục vậy trời? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, gì vậy trời? Ôi không ai thắng hoài, không có thua luôn hả trời? Cái hộp gì màu hồng hồng đấy? Trời ơi, tôi mơ hả trời? Tiếc quá!